Thưa quý vị, vào dịp cuối năm, tình trạng ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm lại diễn ra. Bởi vậy mà đề xuất tăng phí dịch vụ đăng kiểm lên gần 30% nhận được nhiều sự quan tâm của người dân. Nếu mà phí đăng kiểm tăng thì nó cũng đánh vào thu nhập của mình thôi. Ngày thì mình làm tầm 10 tiếng thì nếu nó tăng thế thì lại làm thêm 1-2 tiếng nữa. Nếu với lượng xe ở Hà Nội tăng lên thì vẫn đông thôi. Ngày bọn em làm chắc cầm về được 300-400 nghìn. Thì nếu mà tăng cái phí lên thì một lần đi đăng kiểm là sẽ khoảng 1,5-2 triệu thì rất là khó khăn. Việc tăng phí nó không giải quyết được vấn đề là giảm cái mật độ mà đi đăng kiểm tại các trung tâm. Nhưng mình nghĩ cái phương án nó chưa thiết thực, cũng như là trong cái thời buổi suy thoái như hiện nay, thay vì ta tìm giải pháp khác chứ không phải là cái giải pháp mà là tăng cái phí kiểm định hoặc là các cái vấn đề khác liên quan gì đến phí của để được ra cái tem kiểm định xe lưu hành.